Học nấu ăn trên mạng và cái kết phần 6. Bữa nay thì mình đến với chuyên mục cánh gà chiên nha. Nói là cánh gà chiên chứ thực sự ra món này đặc biệt lắm á. Tôi bảo đảm là mấy bạn chưa được ăn lần nào luôn. Đã cất công học trên mạng rồi thì phải học mấy cái món nào nó độc độc lạ lạ đúng không? Đó, cái công đoạn mà rút xương cánh gà xong bắt đầu là bọc phô mai vô bên trong như này là đã thấy kỳ công rồi ha. Bọc phô mai xong hết rồi thì bắt đầu bây giờ mình đến cái công đoạn gọi là đập trái trứng vô khuấy cho thật đều. Trước khi mà trụng vô trứng thì mình kiếm cái snack nào nó có màu đỏ hoặc màu cam giống vậy nè. Xong rồi xay nhuyễn ra nha. Rồi đổ ra một cái khay. Cứ trụng cánh gà vô trong trứng gà xong thì bắt đầu là bỏ vô trong cái bột này nè. Bình thường là gia đình nhà mình ăn là bả bột Hoàng Kim Pháp đúng không? Còn bữa nay là ăn bả bột snack Hoàng Kim Pháp. Rồi, vẫn là công đoạn mang đi chiên nha. Chiên xong gà nó chín rồi thì bây giờ tới công đoạn làm nước sốt nè. Cái nước sốt này tôi bảo đảm là rất đặc biệt luôn. Làm y chang nãy giờ tôi làm nha. Xong rồi cho sốt mayonnaise vô đảo đều lên. Nhớ là lựa cái ớt nào không có cay quá nha, chứ không thôi là xé họng luôn á. Chú cha trời ơi, ngon quá trời ngon luôn. Dừng hết. Học nấu ăn trên mạng và cái kết phần 7. Bữa nay thì nhà mình nấu bánh mì ăn sáng nha. Ủa quên, cái này sao nói nấu, cái này gọi là nướng chứ. Mà nướng cũng sai nữa. Nói chung là làm bánh mì ăn sáng nha. Ok, bây giờ mình cắt ra hình dập vậy nè. Xong rồi dẹp qua bên lấy mấy củ tỏi, cắt bỏ cái đầu. Cắt xong thì kiếm miếng giấy bạc quấn hết mấy em lại nha. Nhớ cho thêm chút hương thảo với dầu liu. Xong xuôi hết rồi thì mình cho cả bánh mì với lại cái em giấy bạc mà có tỏi tỏi gì đó vô trong lò nướng nha. Bánh mì thì cũng cho thêm một chút dầu ô liu với chút muối đảo đều. Rồi, bây giờ chọn chế độ nướng bánh 30 phút 160 độ. Tầm 20 phút sau lấy bánh mì ra thì nó giòn rụm rồi. Đó, còn 30 phút bắt đầu mới lấy tỏi ra nha. Ok, rồi, bây giờ mình bóp mấy cái tỏi ra băm như thịt nhuyễn nè. Băm vừa vừa thôi chứ không có lủng luôn cái thớt á. Rồi thì mình trộn đều mấy ẻm lên với nhau nha. Ăn tỏi nhiều rất là tốt cho nên tôi phết phết thêm xíu nữa giống như ăn bơ vậy đó. Ê, món này ngon xuất sắc nha. Học nấu ăn trên mạng và cái kết phần số 8 chứ không có phải là còng số 8. Ủa quên, kênh này kênh nấu ăn nha. Cái món này là món chả bò hành nha mọi người. Bò phải là bò Việt Nam mà bò bắp nha. Sắc xương xương vậy xong rồi thì bắt đầu mình thêm một củ hành tây nữa. Rồi bỏ lần lượt cái bò bắp với lại bò ba chỉ vô xay nhuyễn lên. Xay luôn cả mấy em hành tây giùm tôi nha mấy bác. Xong rồi thì điểm thêm một chút xíu tiêu nè, một chút xíu đường và một chút xíu bột tỏi trộn cho thật đều tài. Tới khi nào mà nó ra được một cái hình tròn như vậy là ok. Quăng em nó vô trong lò nướng, chọn chế độ nướng thịt 25 độ, 180 độ C. Ủa nhầm, 25 phút. Xong thì nó ra giống vậy nè. Trời ơi mọng nước ghê không. Đánh giá tổng quan thì món này được 9/10 điểm nha. Nhất đã. Học nấu ăn trên mạng và cái kết phần số 9 hay còn gọi là phần 9. Ừ rồi vậy đi. Rồi bây giờ mình chọn cá ngừ với cá hồi nha. Cá hồi thì phải cam tươi giống vậy nè, xong sắc mỏng ra. Còn cá ngừ thì phải hồng tươi giống vậy nè, xong rồi cũng sắc mỏng ra. À cái này không mỏng lắm đâu. Cái này là sắc theo hình vuông nha, hình chữ nhật chứ. Quên. Ai mà sợ đau bụng thì nặng thêm một xíu chanh giống tôi. Xong xuôi hết rồi thì xếp lên trên cái miếng gọi là cái miếng rong biển khô. Rắc thêm chút xíu mè, cho hành lá vô với lại tía tô xếp cho thật đẹp. Rồi cuối cùng là lấy nước tương quệt lên cuộn lại mang ra. Xong nhớ pha thêm nước chấm nha. Mấy cái này chắc quá đơn giản rồi ha. Ủy, nhìn tụi giống kiếm sĩ samurai không? Chứ tôi thấy là không có giống rồi, tại vì tôi đâu có cầm kiếm đâu. Ok, xong rồi thì mời các bác chơi nha. Món này tôi đánh giá 10/10. Học nấu ăn trên mạng và cái kết phần 10. Cái món cánh gà ngày hôm nay tôi sẽ đặt tên là món cánh gà... cánh gà xác ướp đi. Ừ ok vậy đi. Cái món này thì phải lấy cái phần đùi tỏi ở dưới cánh gà, lột ngược hết mấy ẻm lên, xong bắt đầu đi quặn với lại thịt xông khói nha. Bỏ vô lò nướng mọi khoảng tầm 10 phút xong thì mang ra ướp với lại nước sốt BBQ Hàn Quốc rồi nè. Quét cho thật đều tay xong bắt đầu lại bỏ em vô trong lò nướng lần thứ hai thêm khoảng tầm 10 phút nữa mang ra nó giống vậy nè. Nước sốt thì gồm có mayonnaise, sốt phô mai, tí xíu hương thảo như này tỏi băm. Vậy thôi là xong rồi. Rồi quệt miếng nước sốt bỏ trong miệng nhai. Ui trời ơi còn gì để nói nữa. Nước nát.